dòng tâm sự thứ nhất. Chỉ sau 3 tháng đón con riêng của chồng về nuôi, tôi đã hối hận. Tôi lớn tiếng mắng con riêng của chồng vài câu thì đã bị chồng giơ tay đòi tát. Chi tiết của dòng tâm sự này ra sao? Kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Chồng tôi từng ly hôn và có một cô con gái riêng tên là Vi. Cháu năm nay đang học lớp 9. Cưới nhau 5 năm, tôi vẫn hay gửi tiền cho mẹ Vi, xem như là trợ cấp nuôi cháu. Nhưng càng lúc, chị ấy càng đòi hỏi nhiều hơn. Mặc kệ chuyện chồng cũ bị thất nghiệp, còn tôi thì sinh đẻ khó khăn. Mỗi tháng chị ấy đòi tôi phải gửi ít nhất 3 triệu đồng. Hồi tháng 6 vừa rồi, chị ấy còn đòi tăng phụ cấp lên thành 5 triệu. Với lý do, con gái đã lớn nên chi tiêu quần áo ngày càng nhiều hơn. Quá mệt mỏi với khoản tiền trợ cấp cho con riêng của chồng, ngang bằng với nửa tháng lương của mình, nên tôi bàn với anh là đưa con gái về nuôi dưỡng. Chồng tôi nghe như thế thì mừng lắm, còn khen tôi là mẹ kế tốt bụng. Ấy vậy mà chỉ sau 3 tháng, tôi đã hối hận về quyết định ngày hôm đó. Con riêng của chồng đang tuổi dậy thì, nên tính tình rất ngang bướng và khó gần gũi. Đi học về là cháu vào thẳng phòng riêng và ở luôn trong ấy, đợi khi nào tôi gọi thì mới chịu ra ăn cơm. Công việc nhà cháu không đụng tay vào bất kỳ cái gì, kể cả chuyện quét nhà hay nấu cơm. Đi làm về mệt mỏi, thấy cháu nằm chơi game trong phòng, cơm chưa nấu, chén bát cũng chưa rửa. Tôi giận lắm, có mắng vài câu thì đã bị chồng nặng nhẹ mắng lại. Thậm chí con trai của tôi thích chơi cùng chị, nên cứ hễ thấy chị là cháu gọi, là cháu cười. Đáp lại, con riêng của chồng vẫn điềm nhiên ngồi lướt điện thoại, để em suýt té mà không hề quan tâm. Dạo gần đây, cháu bế về một con mèo, bảo là bạn tặng sinh nhật. Con mèo lông xù nên rụng tá lả khắp nhà. Trên ghế nệm, quần áo, tất cả đều dính đầy lông mèo, rất khó chịu. Con trai tôi lại hay ho khan, thường bệnh vặt, nên tôi khuyên Vi đem con mèo về cho mẹ ruột nuôi, thì cháu lại không chịu. Đỉnh điểm cho sức chịu đựng của tôi là khi con mèo ấy cào vào tai con trai 3 vết rõ dài, rớm máu. Tôi tức tối đem con mèo vứt ra ngoài sân. Con riêng của chồng thấy như thế thì trừng mắt, mắng tôi là đồ mẹ ghẻ, lòng dạ độc ác. Tức quá tôi không chịu nổi, tôi lớn tiếng mắng cháu và đuổi cháu về bên nhà mẹ đẻ. Chồng tôi nghe ồn ào, nhưng thay vì hỏi han sự tình, anh ấy lại giơ tay đòi tát tôi vì tội tôi đuổi con của anh ấy đi. Hành động của chồng như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Có bố bên vì càng được nước lấn tới, cứ trừng mắt nhìn tôi như nhìn kẻ thù. Tôi ôm con trai ra sau nhà, rửa tay rửa chân mà bật khóc cùng con vì quá tủi thân lẫn hối hận. Biết trước như thế này, tôi đã không đưa con riêng của chồng về chăm sóc. Giờ đây, chẳng nhẽ tôi lại ly hôn chỉ vì con bé hay sao? Dòng tâm sự thứ hai. Được em chồng cho cả chiếc ô tô, nhưng chồng tôi từ chối. Lý do vô cùng đau lòng. Em chồng tôi không có lợi trong chuyện này, chỉ là bạn thân chú ấy quá giỏi giang, khiến anh trai bị lu mờ. Nhà chồng tôi có hai anh em. Chồng tôi là con lớn. Anh tốt nghiệp một trường đại học rất bình thường. Sau khi ra trường, anh làm trong một công ty cỡ trung, lương tháng cũng chỉ ở mức trung bình. Nói chung, anh là một người rất bình thường. Nhưng tính cách của anh hiền lành, ấm áp, và anh rất thích chơi với con, cũng như làm việc nhà phụ vợ. Như vậy với tôi là quá đủ. Thế nhưng em chồng thì lại rất nổi bật. Chú ấy học một trường đại học nổi tiếng, giành được học bổng ra nước ngoài nghiên cứu 2 năm. Vừa nhận bằng xong thì thi được vào chức giám đốc của một công ty đa quốc gia. Làm được 3 năm thì em chồng về nước làm giám đốc chi nhánh của công ty đó, với mức lương tính bằng 1.000 đô. Rồi chú ấy mua nhà, mua xe ô tô, sau đó về sửa lại nhà cho bố mẹ chồng,
rồi cho tiền họ tiêu xài. Thế nên bố mẹ chồng rất yêu quý chú ấy hơn là chồng tôi. Trong khi đó chồng tôi là người trực tiếp ở cùng và chăm sóc bố mẹ. Từ ngày được em chồng sửa nhà cho, bố mẹ chồng bỗng trở nên gay gắt với chồng tôi, luôn so sánh anh không bằng em. Bất kỳ việc gì chồng tôi làm, bố mẹ cũng không vừa mắt. Lời nào của chồng tôi nói, bố mẹ cũng đều gạt đi. Cùng một sự việc, chồng tôi nói thì bố mẹ không tin. Xong chỉ cần em chồng nói, ý thì cũng tương tự với chồng tôi, thì bố mẹ lại tin răm rắp. Điều này khiến chồng tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi thấy anh thường xuyên ngồi trầm buồn. Tôi thấy điều đó nhưng không biết phải an ủi anh như thế nào. Em chồng không có lỗi trong chuyện này, chỉ là bản thân chú ấy quá giỏi giang, khiến anh trai bị lu mờ. Bất kỳ người hàng xóm nào khi nói về nhà chồng tôi đều khen em chồng giỏi này giỏi nọ và thêm vào một câu, chả bù cho ông anh. Điều này khiến tôi nghe mà tức. Dần dần tôi chẳng chơi với ai nữa. Ngày hôm qua, em chồng hỏi chồng tôi có muốn lái ô tô hay không. Chú ấy bây giờ đi xe của công ty, cũng có lái xe riêng rồi nên không dùng đến xe cũ của mình nữa. Chú ấy muốn cho chồng tôi chiếc xe đó. Chồng tôi ngay lập tức đã từ chối. Tôi biết chồng tôi đang nghĩ gì. Anh ấy đang phải chịu áp lực rất lớn từ thành công của em trai, nên không muốn mang tiếng được em trai cho cái này, cho cái nọ. Xong, tôi thì muốn chồng nhận chiếc xe đó để đi làm hàng ngày, cũng như là đưa đón các con đi học sẽ tiện hơn. Khi về nhà ngoại cũng có ô tô riêng, chứ không cần phải đi xe khách. Giờ đây, tôi không biết phải khuyên chồng như thế nào để anh ấy gạt tính sĩ diện và tự ái sang một bên để nhận chiếc xe ô tô mà em chồng cho. Và nếu làm như thế thì có đang tăng thêm áp lực cho chồng tôi hay không? Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự mà kênh vừa mới chia sẻ, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Nếu như cảm thấy yêu quý kênh và thích những câu chuyện tâm sự, thì cô chú anh chị và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và nhấn thêm cái chuông bên phải để cô chú anh chị và các bạn có thể đón nhận những câu chuyện tâm sự mới nhất từ kênh YouTube Ta Xa Trần. Một lần nữa, Ta Xa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều.